Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, để thay đổi không khí thì hôm nay Việt Thắng Mobile có về thêm được một ít máy dòng Android, thì toàn dòng máy cỏ thôi nên giá nó cũng rất là dễ nghe. Nó sẽ không đắt đỏ như cái dòng iPhone đợt thời điểm hiện tại. Thì thực ra là dòng iPhone thời điểm hiện tại thì bên mình cũng đã nói trước với các bạn rồi, là bên mình đang bán giá rất là cao. Nhiều bạn cứ bảo nó đắt nhưng mà đắt đâu, bên mình chỉ bán giá cao thôi. Giá cao bởi vì cái chất lượng máy của nó đi lên và cái độ đẹp của máy nó cũng đi lên, chính vì vậy nó cũng làm cho cái giá thành nó cũng đi lên. Các bạn cứ bảo là mình bán giá cao nhưng mà đấy là các bạn chưa có nhu cầu mua thôi. Còn khi các bạn đã có nhu cầu mua, các bạn đã tham khảo thị trường hiện tại thì các bạn cũng biết là giá máy bây giờ nó như thế nào. Vâng, để không nói lan man dài dòng thì hôm nay xin phép mình sẽ vào review tất cả những máy đang có tại cửa hàng Việt Thắng. Trước hết nó là những chiếc máy dòng Android trước đi. Đây toàn là dòng máy cỏ thôi, vì vậy là giá nó có mấy trăm nó cũng có, và tiền triệu hơn triệu nó cũng có. Thì đây bên mình sẽ vào con rẻ nhất của ngày hôm nay, đó là một chiếc Leo 5, Oppo Leo 5. Tưởng chừng như là bọn này đã cho xuống hố rồi nhưng mà bên mình vừa mua lại vẫn còn một chiếc máy nó vẫn còn sử dụng được. Thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 500.000 nhá, con Oppo Leo 5 nhá. Đó, đây con này thì đây các bạn, ngoại hình của nó đây, giá 500.000. Đây ngoại hình này, xước sát một chút thôi các bạn nhé, nó xước sát một chút thôi. Bên mình đang bán cho bạn giá là 500. Con này bạn nào lấy về làm máy kiểu như thay máy cục gạch nhá, làm máy phụ thì ok. Đó, tiếp theo nữa một chiếc Oppo A37 đi, một chiếc Oppo A37 máy màu hồng các bạn nhé, bản Việt Nam. Nhưng con này thì máy nó đã thay màn rồi. Thì hầu như bọn Android hôm nay thì hầu như là toàn sắt vụn thôi, nhưng mà mình cứ đăng lên thì bạn nào cảm thấy ok được thì ủng hộ bên mình, còn không thì coi một kênh tham khảo nhé. Mình không bắt các bạn phải mua nên các bạn đừng nói những nơi khó nghe, bởi vì nói nơi khó nghe mình chưa chắc đã đọc được, nhưng mà YouTube họ cũng tự gỡ comment của các bạn nhé. Đó, đây là con Oppo A37 thì mình đang bán cho bạn giá 850.000. RAM của nó là 2GB, bộ nhớ của nó là 16GB. Máy đã thay màn nhá, máy đã thay màn rồi. Đó, máy bán ra bao gồm một kính cường lực, một bộ cáp sạc Oppo các bạn nhé. Bọn này thì thay màn rồi nên là đây viền nó có hở sáng một chút. Đấy, bạn nào ok được thì alo cho bên mình. Đấy, bên mình nhập lại cũng nhập lại của anh em thợ thôi, cho nên là nó có thế nào thì mình bán như thế. Thì giá cả nó có như thế nào thì các bạn góp ý giúp mình nhé. Con này bên mình đang bán giá là 850 này. Và tiện thể mình nói luôn, bên mình cũng có hai số hotline sau rồi. Số thứ nhất là 0775558833. Số thứ hai nữa đó là số 0934455203. Đấy, đây số là số Zalo của bên mình luôn nhé, và cũng là số hotline. Thì các bạn muốn lấy hình ảnh hoặc là video để cho nó các bạn an tâm hơn thì có thể là add Zalo của bên mình vào. Bên mình sẽ gửi máy cho gửi hình ảnh video cho các bạn để cho các bạn nhìn cho là an tâm. Đấy, thì hình thức mua bán thì bên mình vẫn có hai hình thức, đó là một là ship code thì sẽ giao máy đến tận nơi cho các bạn kiểm tra hàng ok thì mới thanh toán. Còn trường hợp thứ hai là các bạn nếu đã tin tưởng cửa hàng, đã từng mua bán giao dịch với bên cửa hàng rồi thì có thể là chuyển khoản 100%, thì bên mình sẽ miễn phí ship cho các bạn. Và khi các bạn nhận hàng các bạn vẫn được kiểm tra hàng như bình thường, và các bạn không lấy, các bạn bách hàng lại, bên mình vẫn bách lại tiền cho các bạn vô tư các bạn nhé. Đó, đây là một chiếc Samsung J7 Prime, hàng công ty đây. Thì máy của nó thì cũng đã bạc theo 5 tháng rồi, máy màu đen nó cũng bạc theo 5 tháng rồi, nhưng con này nó là hàng công ty các bạn nhé. Đó, con này thì bên mình đang bán cho các bạn giá của nó là 1.8 triệu. Máy 2 sim các bạn nhé, máy 2 sim chứ không phải là máy 1 sim như hàng xách tay nhé. Hàng xách tay thì nó sẽ rẻ hơn bởi vì nó có 1 sim thôi, còn bọn này nó có 2 sim. Đó, thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.800.000 các bạn nhé. Đó, bạn nào yêu thích thì hãy alo cho bên mình. Đấy, Samsung J7 Prime RAM 3 bộ nhớ 32 thì các bạn cũng đã biết rồi. Bọn này rất là trâu và rất là bền. Để nói về cái thời năm 2017 thì dòng này nó rất là chạy và được ưa chuộng các bạn nhé. Đó, bạn nào cần hàng công ty Samsung thì alo cho bên mình nhé. Tiếp theo nữa, một chiếc Samsung S6 S Plus. S6 S Plus với RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Bên mình đang bán cho các bạn giá chỉ có 1.9 triệu thôi. Thì con này đây là mặt lưng của nó có bị chóc sơn này. Đấy, mặt lưng của chóc sơn này. Đấy, chóc sơn này. Đấy, nó chóc sơn một chút ở mặt lưng thôi. Còn lại là đẹp các bạn nhá. Đây, viền thì nó có chảy xước một chút, viền thì có chảy xước nhá. Ngoại hình con này thì chắc nó chỉ rơi vào tầm khoảng 90% thôi. Đó, màn thì hoàn toàn trắng sáng, sạch đẹp, không ám ố gì các bạn nhé. Đấy, màn rất là trắng sáng, không ám ố gì luôn. Đây là cái đèn chiếu sáng của mình, cho nên là nó nhìn cái màn trông nó kiểu sóng sóng thôi. Nhưng con này nhìn ở ngoài là không một cái màn là không tì vết nhé, không bị ám ố, không bị hồng. Đó, để cho các bạn dễ hình dung. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 1.9 triệu nhá. Đấy, các bạn có thể là mua những chiếc máy này về để gọi là đây xem tình hình dịch bệnh Covid các kiểu đấy. Đấy, 1.9 triệu thôi. S6 S Plus, RAM 4 bộ nhớ 32. Đó. Màn hình thì tràn viền các bạn nhé, rất là đẹp, màn hình tràn viền này rất là đẹp này. Đấy, màn hình cong. Con này thì mình bán là cứ thế mình bán nên mình không có cường lực đi theo máy đâu. Đó. Mình không có cường lực nên là mình chỉ tặng các bạn một bộ cắp sạc thôi, các bạn về tự túc mấy cái kia nhé. Độ cường lực thế ốp hoặc là gì đấy, nếu mà bên mình có thì bên mình sẽ tặng, còn nếu mà không có thì các bạn thông cảm nhé. Ok này, tiếp theo nữa, một chiếc Mi 5 Plus, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, giá nó chỉ có 1.8 triệu thôi. Con này thì ngoại hình của nó thì hoàn toàn zin đẹp các bạn nhé, zin đẹp tầm khoảng 95-96%, rất là đẹp, máy màu vàng gold. Thiết kế các bạn thì cầm nó rất là gọn tay. Xiaomi này là hàng nội địa Trung Quốc, thì các bạn biết là hàng nội địa Trung Quốc nó rất là bền hơn hàng Việt Nam và hàng Nhật rất là nhiều. Đó, bởi vì đây là hàng bọn họ trực tiếp sử dụng cho nên là nó rất là bền. Nó bây giờ là nó được chính phủ nó hỗ trợ rất là nhiều nên là nó cũng đã bán ra ngoài. Và bây giờ những con máy này thì đã có ở thị trường Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Thì con này nó là bản có tiếng Việt luôn rồi các bạn nhé. Xiaomi 5 Plus, RAM 3 bộ nhớ 32, máy 2 sim 2 sóng các bạn nhé. Đó, rất là đẹp. Đó. Thế mình đang bán giá nó chỉ có 1.800.000 thôi. Đó. Ok các bạn nhé. Một lần nữa các bạn không nên quá nhắn tin quá nhiều vào Facebook hoặc Zalo bên mình nhé. Các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho bên mình, nếu không có tiền thì bên mình sẽ gọi điện cho các bạn, đỡ phải mất một chi phí về cuộc gọi nhá. Bởi vì Zalo và Facebook thì mình cũng rất là ít vào, trừ khi nào rảnh thì mình mới vào thôi. Vì vậy các bạn cứ chủ động alo cho mình cho nó dễ. Nếu mà cần thiết thì bên mình sẽ gọi điện lại cho các bạn nhé. Đây là một chiếc Mi 4. Đây, Xiaomi Mi 4. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 800.000. RAM của nó là 3GB, RAM 3GB các bạn nhé, bộ nhớ 16GB. Đó, máy rất là ok. Con này thì RAM 3 bộ nhớ 16. Đây, màn hình nó có chấm phản quang đây. Màn hình chấm phản quang. Đó, thế khả năng bên mình sẽ trừ 100.000 đi nhá. Con này chắc bán cho các bạn giá chỉ có 700 thôi. Đấy, bán giá 700.000 thôi. Thế lúc nãy mình kiểm tra không thấy vết chấm phản quang này. Đó, giá rất là rẻ các bạn nhé. Đây, để mình sẽ sửa giá luôn. 700.000. Đó, 700.000 các bạn nhé. Ok này, các bạn nào đấy hôm nay xác định là rất là nhiều máy để dành cho những bạn dùng máy tạm hoặc là dùng máy phụ, hoặc là chưa có tiền để nâng đời máy cao hơn, thì có thể là sử dụng những chiếc máy này. Đó. Còn đây nữa là một chiếc Lenovo K5 Play, RAM của nó là 3GB, ổ của nó là 32GB. Bên mình đang bán 1.4 triệu. Máy ngoại hình thì đẹp keng các bạn nhé, đẹp keng xà beng luôn. Đó. Đấy, đẹp keng xà beng. Đấy, rất mượt, cảm rất mượt, màn này rất là đẹp luôn các bạn nhé. Hoàn toàn trắng sáng sạch sẽ này. Đây, RAM 3 này, bộ nhớ 32GB này. Đây, Lenovo K5 Play đây. Đó. Bọn này pin rất là trâu rồi. Bọn Lenovo thì pin trâu khỏi nói. Đó, bên mình đang bán cho các bạn giá chỉ có 1.4 triệu thôi. Con này đây, để mình xem có nhận diện khuôn mặt không. Chứ còn vân tay thì là nó có rồi. Này thì chỉ có vân tay và ấy thôi các bạn nhé, chỉ có vân tay thôi, không có nhận diện khuôn mặt đâu. Đó, giá bên mình đang bán là 1.400.000 nhá. Rất là đẹp, máy màu vàng, hay sim 26. Đây, tiếp theo nữa là một chiếc Oppo R1K. Bên mình đang bán các bạn giá 700, RAM 1 bộ nhớ 16GB. Con này thì rất là đẹp. Đó, con này rất là đẹp các bạn nhé. Đó, các bạn mua về thay cục gạch được rồi. Giá nó chỉ có 700.000 thôi. Tặng thêm kính cường lực và một bộ cáp sạc các bạn nhé. Không biết bọn này khả năng là còn có ốp đấy, khả năng bọn máy cổ này bên mình có ốp. Nhưng mà cũng không nói trước được các bạn nhé. Có thì bên mình sẽ tặng các bạn, còn không có thì các bạn tự mua giúp mình nhé. Đấy, giá 700.000 các bạn nhé, Oppo R1K. Đó. Đây, vào xem model ở trong máy đây. Giới thiệu đây. Đấy. R8000 đây này. Đấy, R8000 này. Đó. Đó, bạn nào yêu thích thì cứ cân đối nhá. Đó, đó là những chiếc. À đây còn một chiếc máy rất là lát nữa. Con này thì sắt vụn, quá sắt vụn thôi. Nhưng mà được mỗi cái RAM của nó cao thôi, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Con này là máy Redmi 6 Pro các bạn nhé, Mi 6 Pro. Đó. Đây máy đây, vỡ lát bét cái mặt trước này. Đây, mặt trước này vỡ lát bét này. Đấy, lại còn bị đốm đen nữa này. Đó. Bên mình bán 500.000 thôi. Con này không có tiếng Việt các bạn nhé. Con này thì có thể nói là hàng sắt vụn rồi. Đó, bạn nào lấy về dùng để chơi game thì cũng được. Bởi vì bọn này cấu hình nó cao. Còn nếu bạn nào cần thiết thì bên mình sẽ thay màn cho các bạn. Màn con này nó rơi vào tầm 400.000 thì đấy. Màn 400 với 500 là thành 900. Đó. Các máy Android này thì các bạn cố gắng nếu mà chọn hình thức ship code thì chuyển khoản cho bên mình nhé. Bởi vì máy này nãy rất là ít thôi. Đấy, các bạn nào chuyển khoản được cho bên mình thì sẽ miễn phí ship cho các bạn và sẽ giảm được rất là nhiều cái gọi là phí vận chuyển cho các bạn nhé. Tuy ở mấy trăm nghìn này thôi nhưng mà vận chuyển nó phải hết về tầm khoảng 40 cho đến 60.000 này các bạn ạ. Đây vẫn là những chiếc 5SE đây các bạn, cứ chê giá đắt đây, bên mình bán giá cao một chút nhưng mà bán nó vẫn chạy bán. Đây hiện tại là còn 3K16, 2K64 và 2K32 các bạn nhé. Đó, tất cả máy đều là hàng zin đẹp này các bạn nhìn này. Đó, toàn là hàng zin đẹp thôi. Đó, zin đẹp, đẹp 99 đến keng luôn. Đây con này bản 16GB, pin của nó 97%. Bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có 2.150.000 thôi. Đấy, máy màu xám lông chuột này, cây màu vàng, pin 87%, giá cũng 2.150.000 này. Đấy, màu vàng nó sẽ đắt hơn màu các màu khác. Đó. Đây, con này thì pin của nó là 95% đây, pin 95%, giá 2.150.000 nhá. Đó, rất là ok rồi. Các bạn lấy những cái dòng 5SE này thì dáng dấp của nó cũng đẹp, nhỏ gọn. Các bạn có đeo vào túi quần thì nó cũng không làm các bạn bị nặng túi. Thứ hai nữa là cấu hình nó rất là cao, nó bằng cái bọn iPhone 6s và 6s Plus cơ. Thì vì vậy nên là bây giờ các bạn có thể là thao tác và tải ứng dụng và chơi game đầy đủ trên cái con máy này. Màn hình nó nhỏ thì phù hợp là máy phụ hơn. Đây, tiếp theo là hai con 64GB, con màu trắng thì pin 91%, bên mình đang bán giá là 2.400.000, bản 64GB. Con màu hồng pin 85%, bên mình đang bán các bạn giá là 2.350.000. Đó, tất cả ngoại hình đều rất là đẹp, tầm khoảng 97, 98, 99% các bạn nhé. Đó, rất là đẹp. Ok này. Đây, hai con màu vàng bản 32GB. Bản 32GB. Đấy, thì có một con máy pin 86% này thì khả năng phải thay pin. Bởi vì con 86% này pin nó ảo. Pin ảo, mình test máy rất là kỹ rồi. Thì con này mình thấy pin nó rất là ảo. Còn con 85 này thì lại pin nó lại ok này. Đấy, con pin 85 thì lại ok. Còn cái con pin 86 này thì pin nó ảo, khả năng phải thay pin. Thì thay pin các bạn cứ cộng thêm 100.000 nhé. và có 85 này không cần thay. Đó, thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.350.000. Máy màu vàng gold, bản quốc tế 32GB. Đó, máy chân sạc rất là trắng sạch nhá. Vâng, tiếp theo nữa vẫn là những chiếc iPhone 6 Plus, lại có thêm hai cây 6 Plus bản 16GB, bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.7 triệu, thay pin luôn các bạn nhé, 2.7 triệu thay pin. Đây mình hai con này đang chạy US 12 rồi. Đấy, mình sẽ thay pin cho các bạn luôn. Đấy, pin bảo trì, ok. Đó, hai cây bản quốc tế CH nhé, máy tầm khoảng 95-96%, máy rất là đẹp. Đấy, mình cam kết là hàng vỏ zin chứ không phải hàng lên vỏ nhá. Đó. Đó, bán cho các bạn thì các bạn hoàn toàn yên tâm nhá. Đó, hai chiếc 6 Plus 2.7 triệu các bạn nhá. Tiếp theo nữa đó là mình còn lại 4 chiếc 7 Plus 128GB. Đấy, các bạn cứ chê cao đi, xong là rất là nhiều bạn gọi bảo là ui tiếc quá thế này thế nọ. Đấy, bây giờ lấy 10 cây là giờ là còn 4 cây đây. Đó, còn 4 cây bán cho các bạn này, còn 3 cây đen và 1 cây hồng, 3 đen 1 hồng. Bọn này thì khả năng là phải thay pin, bởi vì bọn này thì đây mình đang check, đây mình sẽ check pin cho các bạn luôn. Hôm trước mình check rồi nhưng hôm nay mình quên mất. Đây con này pin 86 này, 86 cũng phải thay luôn các bạn nhé. Đây mình đang bán cho các bạn giá là 6.6 triệu các bạn nhé, đồng giá 6.6 triệu này. Các bạn muốn pin khỏe thì thay pin này, còn không thì cứ để đấy này. Đây 80% này. Đó, đồng giá 8.6 triệu luôn. Các bạn thay pin thì bên mình thay, đây con này bảo trì 79% này. Đấy, dưới 80% là phải thay pin mà. Đấy, đây con này nữa đây, tất cả đều zin đẹp, 98-99%, hàng vỏ zin cam kết với các bạn luôn. Đây, quên, đây 128GB rồi, đây là bản 128GB mình quên mất. Đây, đó, bảo trì 76% này. Đấy, những con bảo trì là phải thay pin rồi, còn không thì các bạn cứ trên 80% thì các bạn cứ để thế dùng cũng được. Còn 86 này các bạn nhanh tay thì còn nhé. Đấy, mình bán đồng giá là 6.600.000, 6.600.000. Cho nào muốn thay pin thì thêm tiền vào thôi. Đó, tất cả đều là hàng zin nhá. Đó, nhiều bạn cứ bảo là phải mở máy ra mới biết zin, nhưng mà thực chất luôn là lừa thì sẽ không lừa được thợ. Còn nếu mà đã xác định lừa rồi thì ai cũng sẽ lừa được. Còn thợ thì họ biết rất nhiều, nhưng mà chẳng qua là họ còn nói ra cho các bạn hay không thôi. Hoặc là họ sẽ chỉ cho các bạn những cái đặc điểm nó rất là dễ nhận biết từ một con máy zin và một con máy không zin. Các bạn tin được thì tin. Còn cũng có thể là các bạn các kênh khác nó đánh đúng vào tâm lý của các bạn thì các bạn bảo đúng thật, phải tháo ra thì mới biết zin. Nhưng mà những chiếc máy mà đã từng tháo ra rồi nó sẽ có vết, những chiếc máy tháo ra rồi nó sẽ có vết và nó sẽ không được như cái hàng gọi là nguyên đai nguyên kiện. Nói thế để cho các bạn dễ hiểu. Đó, và các cái dòng máy đời cao này nó hơn các máy đời thấp là nó còn cái chống nước các bạn nhé. Áp có thể đóng lại, nhưng mà đóng lại nó sẽ không thể nào căng như áp zin cho máy được. Đó, cho nên là các bạn cứ chắc chắn một điều là như thế. Còn nếu mà mở máy ra rồi thì các bạn xác định là hàng đời cao cũng như hàng đời thấp nó cũng không có chống nước. Thì thực chất thì đấy, các bạn cứ nghĩ. Thì nói chung là cái này tùy các bạn thôi, các bạn cảm thấy tin tưởng cửa hàng thì các bạn mua. Còn nếu mà các bạn không tin tưởng cửa hàng thì tiền cũng trong túi của các bạn. Đó, đây là hôm nay thì bên mình cũng có mấy chiếc máy nó cỏ như này thôi. Thì mong rằng sau cái clip này nó sẽ xóa tan gọi là cái gọi là định kiến về dòng iPhone bây giờ nó đang rất là cao đi. Các bạn hãy tập trung sang cái dòng Android nhé, giá rất là rẻ, của mấy trăm nghìn với cả hơn triệu thôi. Ok, thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây để đăng video lên cho các bạn tham khảo, bởi vì bây giờ là 7:30 rồi. Xin chào tất cả các bạn nhé, hẹn các bạn ở các video sau. Bye bye.